Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gầm Lò Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục cái series cái con là Lưu Manh Đại Hiệp nha anh em. Thì hôm nay mình làm cái clip này để nói lại cho những anh em mới khi vào group thì chưa biết nha anh em. Thì cái con này là đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Thì mấy anh em mới vào thì mấy anh em nhớ làm nhiệm vụ đăng ký kênh giúp mình nha. Đăng ký kênh, like, share ha. Xong mấy anh em gửi cái ID nha. Đây, cái ID ở đây nha anh em. Thì mấy anh em sẽ gửi cái ID này. Đây cái ID ha, của mình là 29 ha. Anh em gửi cái ID này về group Zalo nha anh em. Thì mình sẽ kích hoạt cho mấy anh em nha. Thì con này là free cho mấy anh em là tool full luôn. Đã được vượt quá luôn nha anh em. Đấy anh em nhớ làm nhiệm vụ đăng ký kênh nha. Đó, anh em gửi ID về thì mình sẽ kích hoạt cho mấy anh em nha. Thì những ngày qua thì mấy anh em chơi á, nó có giật lắc á. Do cái số lượng anh em chơi quá đông. Và hôm nay á, mình làm cái tool mình sẽ hạn chế mấy anh em để mấy anh em có thể trải nghiệm tốt con này nha. Thì ở đây á, thì mấy anh em sẽ bị hạn chế là những cái gói nạp ở đây nha anh em. Thì mấy anh em sẽ bị hạn chế 10 giây. Và vật phẩm á, thì mấy anh em sẽ bị hạn chế 20 giây mấy anh em mới tool được nha. Thì ở đây mình cũng đã nâng lên là cái số lượng mình đã nâng lên là 999 nha. Đấy, nâng lên là 3 số 9. Khi đầu mình nâng khi đầu mình để có 9 nè. Thành ra nó hơi bị lắc nhiều nha anh em. Thì mình đã nâng cái số lượng này lên 3 số 9. Nhưng đổi lại thì mấy anh em sẽ gửi sau 20 giây mấy anh em mới gửi tiếp nha. Đấy, như vậy 20 giây. Thì ở đây nó gửi vật phẩm thành công nha anh em. Thì mấy anh em sẽ đợi 20 giây sau mấy anh em sẽ gửi tiếp nha. Đấy, thí dụ mình gửi thêm một phát nữa ha. Đấy, là không được nha anh em. Thì mấy anh em sẽ đợi 20 giây sau thì mấy anh em sẽ gửi được cái hồn của Lục Tiểu Phụng ha. Thì tương tự như vậy thì ở phần trên thì mấy anh em cũng sẽ bị mất 10 giây. Đấy, ở đây là nạp thành công nha, mấy anh em sẽ mất 10 giây thì mấy anh em mới tuôn được nha. Đấy. Thì ở đây là anh em thấy không, nó đã bị phá lại nha anh em. Anh em sẽ không tuôn được, 10 giây sau thì nó mới sáng lên, mấy anh em mới tuôn được nha. Đấy, nó tương tự như ở phần bên dưới nha anh em. Đấy. Thì con này hiện tại là chạy rất là mượt mà nha anh em. Đấy, do mấy ngày đầu á, thì mấy anh em chơi đông á, đôi khi nó có giật lắc hoặc tuôn không vào. Thì mấy anh em kiên nhẫn nha. Mà nói thêm mấy anh em mà xài Android 10 trở lên á, thì mấy anh em đợi nha anh em. Ở đây đang đang hoàn thiện nha anh em. Cái bản này thì anh em từ Android 9 trở xuống mới chơi được nha. Anh em Android 10 trở lên muốn chơi á, thì một là cài ứng dụng Wemot nha. Thì mấy anh em cái ứng dụng Wemot là một cái giả lập trên điện thoại, mấy anh em cài cái ứng dụng đó thì mấy anh em sẽ chơi được con này. Hoặc là mấy anh em chơi trên PC, mấy anh em sẽ dùng cái giả lập, thí dụ ở đây mình anh em thấy mình xài cái LD Player ha, chạy rất là mượt mà luôn. Đấy. Thì ở đây mình dùng PC nha. Đó, anh em nào có điều kiện thì mình có thể chơi hai thứ một lựa nha. Anh em dùng PC chạy rất là ok anh em. Đó, rất là mượt luôn. Anh em tuôn cũng ngon nữa. Rồi, con này là free cho mấy anh em là cái tuôn full nha. Server đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Để server chạy rất là ok nha. Anh em nhớ làm nhiệm vụ nha. Like, share, đăng ký kênh YouTube của mình nha anh em. Thì anh em comment về ID nhân vật, comment về group Zalo nha, thì mình sẽ kích hoạt tool full cho mấy anh em nha. Rồi phần giới thiệu con game mới của mình đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em nhớ mà lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.
Thank you.